All right. Khi xem phim hay là đọc tiểu thuyết, có bao giờ bạn thầm nghĩ rằng tại sao mình lại có sự quan tâm đặc biệt đối với những kẻ xấu? Interesting. Những nhân vật này không chỉ thu hút chúng ta bằng ngoại hình của họ, mà còn tạo nên một loại khao khát đặc biệt, một trải nghiệm kỳ lạ khó có thể bỏ qua. Cùng khám phá cách mà các đạo diễn và nhà văn đã tạo nên những nhân vật phản diện ấn tượng trong tâm trí và trái tim của người xem qua bài viết Vì sao ta yêu thích những nhân vật phản diện của tác giả Craven trên Spider Room nhé. Video này sẽ đi sâu về 3 nội dung chính sau. 1. Phân tích về sự phức tạp trong tâm lý của những nhân vật phản diện, lý giải vì sao việc đồng cảm với những nhân vật này có thể là một trải nghiệm đầy thú vị. 2. Giải đáp lý do các nhân vật phản diện có thể độc đáo và thu hút hơn các nhân vật chính. 3. Tác động của việc thích nhân vật phản diện đối với trải nghiệm xem phim và cách bạn nhìn nhận cuộc sống. Cũng xin lưu ý là để bài viết xúc tích hơn, Spider Room đã mạn phép cắt đi phần giải pháp cho hội chứng ái phạm nhân. Nếu bạn quan tâm, có thể đọc đầy đủ bài viết ở link phần mô tả nhé. Giờ thì cùng vén màn bí mật phía sau sự quyến rũ của những kẻ xấu trên màn ảnh nào. Theo từ điển Oxford, nhân vật phản diện có nghĩa là một gã xấu, người làm hại người khác hoặc phá vỡ những luật lệ. Mình không đồng ý với ý nghĩa này vì nó có thể bị nhầm với khái niệm anti-hero, phản anh hùng. Phản anh hùng là một nhân vật chính diện theo định nghĩa của chính bản thân họ, tức là họ tự đặt ra luật lệ và tuân theo nó. Theo họ, luật lệ đó là đúng, nhưng với đạo đức xã hội, ranh giới đúng sai rất mong manh. Ví dụ như là Deadpool hay là Jack Sparrow, hay dễ hình dung nhất là Robin Hood, người cho rằng ăn trộm là việc đúng vì anh ta lấy của người giàu, chia cho người nghèo. Vì vậy, không thể hiểu nhân vật phản diện theo nghĩa thông thường. Thay vào đó, bạn cần hiểu theo ngôn ngữ điện ảnh rằng nhân vật phản diện là nhân vật cản trở nhân vật chính diện. Điều này đồng nghĩa với việc có không ít nhân vật phản diện nhưng thực chất lại ở phe tốt. Ví dụ như bộ phim Avengers Infinity War kể về hành trình Thanos thực hiện hóa lý tưởng của mình là xóa sổ 50% sự sống trên toàn vũ trụ. Điều này đã bị đội Avengers ngăn cản. Vậy nên, đội Avengers trong phim là nhân vật phản diện vì họ chống lại nhân vật trung tâm là Thanos. Hay trong loạt phim Saw, kẻ sát nhân John Kramer tiếp tục tạo ra những cái bẫy giả tạo để khiến người mắc bẫy nhận ra giá trị của cuộc sống. Như vậy, chính các tay cảnh sát với nhiệm vụ bắt kẻ sát nhân trong bộ phim lại trở thành nhân vật phản diện. Theo định nghĩa điện ảnh, nhân vật phản diện xuất phát từ antagonistic, trong đó an là chống lại và agonistic là chiến đấu để giành lấy phần thưởng, tức là chống lại nhân vật chính diện. Dù vậy, trong khuôn khổ video, mình sẽ chỉ phân tích những nhân vật phản diện theo phe xấu và chính diện theo phe tốt thôi nhé. I chose my path, you chose the way of the hero. Bây giờ, các bạn đã biết sự khác biệt giữa nhân vật phản diện và nhân vật phản anh hùng. Hãy cùng nhau tìm hiểu những nét quyến rũ mà nhân vật phản diện đem lại. Nhưng trước khi đi vào những nhân vật phản diện được yêu thích, cùng ngó qua những nhân vật bị ghét để hiểu sự khác biệt giữa hai nhóm này. Nói đến các nhân vật phản diện bị ghét, thậm chí bị tẩy chay, ta không thể bỏ qua hai trường hợp điển hình sau đây. Nhân vật Dolores Umbridge trong Harry Potter. Good morning, children. Với trang phục hồng và sở thích tra tấn học sinh, Dolores Umbridge không chỉ đại diện cho sự thù địch trong thế giới phù thủy của J.K. Rowling mà còn tượng trưng cho cả sự quyền lực và độc đoán. Bà được xây dựng không khác nào tên phát xít thao túng và kiểm soát toàn bộ trường Hogwarts. Murder, Voldemort killed him, you must know that. 2. Nhân vật y tá Ratchet trong phim Bay trên tổ chim Cuckoo. Là một người xem, mình không thể nào quên được mụ ta đã làm gì với những bệnh nhân tâm thần. Quả là một nhân vật đạo đức giả núp dưới vẻ ngoài của một y tá. Trong bà ta có một sự độc ác ngấm ngầm nhằm điều khiển, giam cầm,
thậm chí là hành quyết chính bệnh nhân. You know, Billy, what worries me is how your mother is going to take this. Ngoài hai nhân vật này, bạn có thể tham khảo các nhân vật phản diện đáng ghét khác trong những bộ phim của Disney như là Hoàng hậu độc ác Regina trong phim Bạch Tuyết, hay là Maleficent trong Người đẹp ngục trong rừng, hay thậm chí là mụ bạch tuộc Ursula trong Nàng tiên cá. Đó hẳn là những nhân vật làm ta có ác cảm ngay từ khi còn bé. Vậy còn những nhân vật phản diện được yêu thích thì sao? Kể ra thì có nhiều. Tiêu biểu ta có Joker trong vũ trụ DC, Hannibal Lecter trong Sự im lặng của Bầy Cừu, Norman Bates trong American Psycho, hay Loki của vũ trụ Marvel. Loki cũng là người có nickname là nhân vật phản diện được yêu thích nhất. Vậy tại sao có những nhân vật phản diện bị ghét và có những nhân vật được yêu thích? Họ đều là nhân vật phản diện cơ mà. Cùng tìm hiểu câu trả lời phần kế tiếp nhé. Một, đó là sự phát triển rõ ràng về tính cách nhân vật. Với các nhân vật phản diện được yêu thích, ta thấy sự phát triển rõ ràng trong tuyến nhân vật. Ví dụ với Vecna trong Stranger Things năm 2016. Tên thật của Vecna là Henry Creed. Cậu bé đã có năng lực tâm linh kỳ lạ, khiến cậu khó hòa nhập với bạn bè. Ở nhà thì bị chính gia đình xem thường và cho ra rìa. Sau đó, cậu hứng thú với côn trùng, chúng cũng trở thành người bạn duy nhất của cậu. Đó là cách mà lòng hận thù nhân loại đã được sinh ra. Something was wrong with me. All the teachers and the doctors said I was broken. Còn với Dolores Umbridge trong Harry Potter thì sao? Ta chẳng biết xuất phát điểm của bà ta ở đâu, chỉ đùng một cái thay thế cụ Dumbledore và kiểm soát cả khu trường. 2. Động cơ và hành động gần gũi. Các động cơ khiến nhân vật hành động càng gần gũi thì ta càng dễ thích thú nhân vật đó hơn. Ví dụ như Loki trong vũ trụ Marvel, cậu không phải là con ruột của Odin, lúc nào cũng sống dưới cái bóng của người anh là Thor. Loki trở thành một đứa con ít được yêu thương hơn, không được lựa chọn làm người kế thừa. Luận về sức mạnh và độ nổi tiếng, Loki cũng lép vế hơn, bị xem là thần lừa, trong khi Thor thì được gọi là thần sấm. Điều này tạo nên sự ganh đua của Loki, hay mở rộng ra là cảm giác thua kém và tự ti so với người khác, một cảm giác mà hẳn ai cũng đã từng trải qua. I never wanted this throne. I only ever wanted to be your equal. Còn Ita Ratchet trong Bay trên tổ chim cúc cu thì sao? Bà ta chỉ muốn hoàn toàn kiểm soát bệnh nhân, đây không phải là một mong muốn mà chúng ta có thể đồng cảm được. Bạn biết nhân vật nào vừa có sự phát triển về tính cách, vừa có động cơ hành động rõ ràng không? Đúng rồi, đó chính là nhân vật chính diện. Nhưng vì sao có những nhân vật phản diện được yêu thích còn hơn cả chính diện? Tìm hiểu phần tiếp theo nhé. Chẳng phải nhân vật chính diện thường là người sở hữu nhiều tiềm năng ưu việt nhất, cũng là kẻ chiến thắng cuối cùng trong phim hay sao? Đáng lẽ ra nhân vật chính diện phải luôn được yêu thích nhất chứ? Để hiểu lý do vì sao những nhân vật phản diện được lòng công chúng hơn, mình cho rằng chúng ta cần xét 3 yếu tố chính sau, đó là 1. Sự đồng cảm. Theo nghiên cứu của hai giáo sư tâm lý là Rebecca Zeklaw và Derek DeRucker, thì chúng ta dễ dàng thông cảm hơn cho những nhân vật có nhiều điểm chung với chúng ta. Những nhân vật phản diện thường cho thấy bản chất nguyên thủy của con người, trong khi đó các nhân vật chính diện dường như quá hoàn hảo để đồng cảm. Ví dụ như với Fight Club năm 1999 thì Tyler Durden được đóng bởi Brad Pitt là một nhân cách khác của nhân vật chính trong phim. Nhân cách mà ở đó anh được tự do là chính mình, tránh khỏi vòng lặp công việc và lối sống vật chất nhàm chán. Anh là hiện thân cho bản năng nguyên thủy của bao người đàn ông. Sống phóng túng, đánh nhau để tranh lãnh thổ, có kỹ năng lãnh đạo tốt để trở thành con đầu đàn. Và tất nhiên là anh ta làm tình rất giỏi. Nói tóm lại là đàn ông thì chúng ta muốn trở thành Tyler, còn phụ nữ thì muốn làm tình với Tyler. All the ways you wish you could be, that's me. Còn với Superman, có bao nhiêu người thật sự có cùng ước mơ giải cứu thế giới? Chúng ta thường thông cảm với những nhân vật có nhiều điểm chung với ta. Đó là nghiên cứu của Zeklaw và DeRucker.
sự tò mò. Các nhân vật phản diện là hiện thân cho những hành động bất quy tắc. Xã hội được lập ra dựa trên những luật lệ và anh hùng tuân theo nó, còn nhân vật phản diện chỉ đơn giản là không quan tâm đến luật lệ. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. Những hành động xấu xa mà nhân vật phản diện thực hiện khiến ta tò mò về quá khứ và suy nghĩ của họ. Tiêu biểu là ta thường thấy các bài phân tích nhân vật A, B, C theo góc nhìn tâm lý trên mạng xã hội. You idiot! You made me, remember? Nhưng ít ai tò mò về tâm lý của anh hùng, vì đơn giản là họ làm theo lý tưởng, chiến thắng kẻ xấu, bất luận điều gì đi nữa. Thứ ba là vẻ bề ngoài. Mình nghĩ đây là một trong những lý do tuy buồn nhưng là quan trọng nhất đối với các vai diễn phản diện. Không quan trọng họ làm gì, chỉ cần đẹp và thời thượng thì đó là điểm cộng cho họ rồi. Chẳng hạn như nhân vật Maleficent vốn bị ghét cay ghét đắng trong bản hoạt hình Người đẹp ngủ trong rừng, lại được yêu thích trong phiên bản phim điện ảnh năm 2014 nhờ sự xinh đẹp của Angelina Jolie. That doesn't seem fair. Hay như nhân vật Draco Malfoy của Harry Potter, giờ lên TikTok gõ tên cậu bé sẽ không thấy những bài trách cậu phản bội trường học mà chỉ có những video edit giật giật, những hành động xấu xa của cậu được ngắn mác rất ngầu. Hay trong Sự im lặng của Baekhyun, sự xuất hiện của Hannibal Lecter vẫn gây bao thương nhớ, mặc dù ông là một bệnh nhân tâm thần. Vậy sự đồng cảm và tò mò về vẻ bề ngoài là ba yếu tố chính khiến nhân vật phản diện được yêu thích hơn chính diện. Nhưng trong đời thật, việc yêu thích nhân vật phản diện có khiến chúng ta trở nên đồng cảm với cái ác hơn không? Thậm chí, liệu ta có bị che mắt bởi lòng ngưỡng mộ dành cho kẻ xấu, để rồi không còn phân biệt được các ranh giới về mặt đạo đức và pháp luật nữa? Trên thực tế, thực trạng này đã thật sự diễn ra và được đặt tên gọi riêng là hội chứng ái phạm nhân. Hội chứng này ra đời vào năm 1930, thời điểm một cặp đôi sát nhân là Bonnie and Clyde tung hoành trên khắp nước Mỹ. Cô gái Bonnie học giỏi, thích chụp ảnh, làm thơ, và chàng trai Clyde khét tiếng với những vụ cướp và lái xe tẩu thoát điều luyện. Họ được giới nhà báo lãng mạn hóa và liên tục dùng những từ ngữ hoa mỹ để giật tít bài viết của mình. Từ đó, cụm từ hội chứng Bonnie and Clyde đã ra đời nhằm ám chỉ những cá nhân thân tượng hóa, thậm chí yêu thích những phạm nhân. Hội chứng này kết hợp với sự ảo tưởng về cái đẹp, tức người đẹp đồng nghĩa với người tốt, và sự lệch lạc trong những nội dung truyền thông tạo ra những hình ảnh không tưởng về rụng bi hay macaron, khiến cho các bạn trẻ dễ có góc nhìn sai lầm và lệch lạc về những nhân vật phạm tội. Thậm chí, các bạn có thể dần không phân biệt được ranh giới đúng sai trong luật pháp và đạo đức. Chẳng hạn như câu chuyện của Night Stalker Richard Ramirez, một trong những sát nhân tồi tệ, bệnh hoạn nhất lịch sử thế giới, kẻ chuyên gây ra nhiều vụ án giết người, cưỡng bức, cướp bóc và nhiều tội ác khác. Điều đáng nói là sau những phiên tòa xét xử, vẫn có những cô gái chờ đợi dưới lớp make up dày, diện lên những bộ đồ xanh điệu nhằm thu hút sự chú ý của gã sát nhân kia. Và điều bất ngờ là hắn ta có được một đám cưới trong thời gian ở tù. Sau tất cả những gì hắn đã làm với phụ nữ, người ta vẫn chọn yêu hắn và thậm chí sinh cho hắn một đứa con. Hay như Isabella Guzman, kẻ đã giết mẹ mình với 151 nhát dao, xin nhắc lại là 151 nhát, lại được cộng đồng mạng khen là dù có xuất hiện ở tòa nhưng vẫn nở nụ cười. Sau đó cộng đồng mạng còn tự tạo ra những tình tiết để thông cảm cho cô, như là mẹ và cha dượng bạo hành, mẹ cô từng bán cô cho mafia. Ừ, có 40 nhát thôi mà. Thương mẹ, cô ta bắn mẹ chứ không phải là đâm. Từ nạn nhân, mẹ của Isabella trở thành một tội phạm. Hay Cameron Herrin, người từng đứng ra tổ chức đua xe trái phép, gây tai nạn khiến cho hai người mất, và đáng trách hơn là anh ta cho rằng đua xe mà né tránh người là hèn nhát, theo như đồng bọn đua xe của anh ta đã khai lại. Anh ta lãnh án 24 năm tù giam. Điều đáng nói là rất nhiều phụ nữ đã tập hợp để thu thập chữ ký và xin cho anh ta được ân xá chỉ vì anh ta đẹp trai. Hay như là Anna Delvey,
nhận 8 tội danh về trộm cắp và lừa đảo, nhưng điều duy nhất mà dân tình chú ý là cách cô ta ăn mặc ra sao trước tòa, và trông thật phong cách, hay là xinh đẹp, hay là ngầu. Thậm chí tại Việt Nam, nếu hiện tại có các hình tượng như là Huấn Râu hay là Khá Bảnh, thì ngày xưa ta cũng có những hình tượng ngưỡng mộ cho Nam Cam, trùm mafia lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Thậm chí đến hiện tại, khi các bạn trẻ phát hiện ra những video của đồng bọn Nam Cam ngày xưa đi tù, thì có một số comment lại xuất hiện như là vừa ngầu vừa chất, công nhận mấy ông ngày xưa toàn siêu phẩm, mộ của chú để đâu để cháu tìm, hay là lỡ đem lòng tương tư cậu. Dù biết là bị tử hình nhưng vẫn nở nụ cười trên môi giang hồ 7x 8x thật là đỉnh. Đáng trách, mạng xã hội là nơi mà các bạn trẻ có cái nhìn rất lệch lạc đối với xã hội, lấy những hình ảnh phạm nhân ra ngắm nhìn và cho rằng đó là thần tượng. Cảm ơn bạn đã xem đến đây. Chúng ta đã cùng nhau thảo luận về định nghĩa nhân vật phản diện, so sánh họ với những nhân vật chính diện, từ đó phân tích lý do vì sao ta yêu thích những kẻ xấu. Chúng ta cũng đã nhìn lại lịch sử hình thành của hội chứng ái phạm nhân và cách hội chứng này ảnh hưởng tiêu cực đến góc nhìn của các bạn trẻ ngày nay. Vấn đề này sẽ cần gia đình và giáo dục vào cuộc để giúp các bạn định hình rõ lại giữa thế giới thực tế và thế giới điện ảnh. Còn bạn, có nhân vật phản diện nào bạn yêu thích không? Nếu có, lý do khiến bạn bị thu hút bởi nhân vật này là gì? Trong đời thực, liệu điều này có ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận các vấn đề xã hội hay không? Hãy chia sẻ để cho Spider Room cùng biết nhé! Ha 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 ha